Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn trông rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Đây là một cái món ăn những khi mình bận bịu, mình không có vào bếp, ăn nhanh, ăn gọn, trông rất là đơn giản. Rồi mọi người muốn biết mình làm cái món mì xào này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món mì xào thịt giá nha mọi người. Hi, Kêu Vlog với Nắm xin chào mọi người. Hôm nay mình vào bếp không có nấu ăn, mang đến cho tất cả mọi người những món ăn như thường ngày nữa. Mà hôm nay mình vào bếp để làm một cái món ăn nhẹ, ăn nhanh, ăn gọn, ăn chơi, trông rất là ngon. Thì mình có chuẩn bị một trái thơm và hai gói mì tôm. Thì trái thơm này mình sẽ mang đi cắt và đem đi lắc muối. Còn hai cái gói mì tôm này đem đi xào. Hai gói mì tôm này mình xào với thịt hoài giá nha mọi người. Đơn giản chỉ có vậy thôi mọi người. Làm ngay cái món này ăn thì rất là đơn giản luôn, mình không có chuẩn bị cái gì cầu kỳ hết mọi người, chỉ có thơm và mì gói cho ra hai cái món này ăn. Mình ăn mì gói xong mình ăn thơm để chuẩn bị cho mọi người. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay hai cái món này ăn nha mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình cho hai gói mì này xuống dưới. Bây giờ mình sẽ đem cái thơm này đi cắt. Bây giờ mình bẻ cái cuốn này để mình đem đi cắt thơm nha mọi người. Wow, đây mình bẻ cái cuốn ra. Bây giờ mình đem thơm đi cắt cho mọi người ơi. Rồi mình chuẩn bị cái thớt và con dao trái thơm. Bây giờ mình cắt thơm nha mọi người. Cái này trái thơm không phải là trái khớm nha mọi người. Thơm nó tròn hơn trái khớm. Trái khớm thì nó dài nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình đã cắt bỏ cái ù này. Mình sẽ gọt thơm thôi mọi người ơi. Thơm lắc muối ăn rất là tuyệt vời nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt vỏ thơm thôi mọi người ơi. Mình cắt cho hết cái trái thơm này. Sau đó mình cắt xong mình sẽ đem đi lắc muối ớt. Sau khi mình đã gọt vỏ thơm và bây giờ mình cắt mắt nha mọi người. Mắt của cái trái thơm nó rất là nhỏ, còn mắt của trái khớm rất là to nha mọi người. Bây giờ mình cắt cho nó hết cái mắt này. Sau khi thơm mình đã cắt đã xong, bây giờ mình cắt miếng nhỏ nha mọi người. Mình cắt đôi trái thơm ra. Đây này mọi người. Trái thơm này mình mua thì bên ngoài nó rất là chín, nhưng mà mình cắt vào bên trong thì mình thấy nó cũng không có vàng và mọc mọi người à. Rồi bây giờ mình sẽ cắt miếng như vậy nha mọi người. Mình cắt cho hết trái thơm. Sau đó thì mình những cái đuôi thì mình bỏ để cho nó bớt chua mọi người à. Không biết là chua hay ngọt mình không biết, nhưng mà bây giờ mình cắt thơm mình cho vào cái thố này. Mình cắt cho hết cái thơm nha mọi người. Mình tiếp tục cho thơm vào. Thơm thì mình đã cắt xong và cho vào cái thố này. Bây giờ mình cho cái muối ớt vào. Mình lắc muối thơm nha mọi người. Rồi bây giờ mình lắc muối ớt thôi mọi người. Mình có chuẩn bị cái chén muối ớt. Bây giờ mình cho cái chén muối ớt này vào thơm. Mình lắc, mình xóc lên nha mọi người. Mình cho vào hết. Rồi sau đó thì mình lắc muối ớt thôi mọi người. Nhìn thơm trông rất là ngon và hấp dẫn ha. Nói chung là mình mua trái thơm này nó không có được mọc mọi người à, nhưng mà vẫn ngon nha. Mình cho muối ớt vào. Nhìn cái thơm của mình trông rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình xóc cái thơm muối ớt lên nha mọi người. Mình xóc đều lên cho cái muối ớt thấm vào thơm. Sau đó mình dùng cái thơm này mình ăn tráng miệng với cái món mì xào nha mọi người. Mình bắt cái nồi nước lên thì nước cũng đã sôi và nóng rồi. Bây giờ mình thả mì vào để mình trụng, mình vớt cái mì này ra nha mọi người. Rồi bây giờ cái mì này nó đã mềm rồi, mình vớt lên nha mọi người. Mình vớt ra để ráo. Và sau đó thì mình đi xào cái mì này. Rồi bây giờ mình cho mì tôm vào đây. Bây giờ mình lấy cái mì này ra, mình để cho ráo. Mình cho cái chảo lên lò và mình cũng bấm lò thì chảo cũng đã nóng rồi. Mình cho một ít dầu vào. Sau đó thì mình cho một ít tỏi vào. Mình cho thịt vào nha mọi người. Thịt này mình đã bỏ vào cái nồi chiên không dầu mình chiên. Và sau đó thì mình cho vào tủ lạnh. Bây giờ mình đem ra để mình xào mì ăn cho mọi người. Mình làm vừa đủ một dĩa mình ăn cho mọi người. Mình làm một cái món ăn nhẹ nha mọi người. Rồi bây giờ mình đảo cho cái thịt này nó vàng và nó săn lại. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm cho gia vị vào nha mọi người. Thịt thì mình đã cho vào chảo và thịt đã vàng. Bây giờ mình cho một ít hạt nêm vào nha mọi người. Rồi sau đó thì mình vớt cái thịt này ra. Rồi vậy là xong. Bây giờ mình vớt cái thịt này ra nha mọi người. Đã vớt cái thịt ra rồi. Bây giờ mình cho giáo vào nha mọi người. Cái chảo của mình nó vẫn còn cái dầu này nha mọi người. Mình cho giáo vào. Mình đảo đều. Mình trộn qua trộn lại để cho giá mềm nha mọi người.
giá thì cũng đã mềm rồi. Mình có chuẩn bị một ít dưa leo mình gọt để cho có cái vỏ xanh đó. Mình bỏ vào mình xào cho nó đẹp nha mọi người. Mà nó vừa ngon nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho hết cái dưa leo này vào. Cái này mình trộn qua trộn lại. Mình đừng để chín quá thì mình ăn sẽ không ngon mọi người. Mình làm vừa chín tới là được nha. Rồi sau khi cái này nó đã mềm rồi, bây giờ mình vớt cái này ra. Mình đi trộn cái gói mì tôm. Mình cho gia vị vào cái mì tôm cho mọi người. Mình vớt cái giá này ra nha mọi người. Mình có chuẩn bị cái đĩa. Bây giờ mình cho cái này ra đĩa. Mình vớt cho hết luôn nha mọi người. Mình đã cho cái giá và dưa leo ra đĩa. Bây giờ mình đi trộn cái mì nha mọi người. Mình đã cho giá ra đĩa, trông rất là ngon ha. Rồi cái chảo thì mình đã cho một ít dầu vào đây. Bây giờ mình cho cái mì tôm này vào nha mọi người. Một gói cái gì mà nhiều lắm mọi người. Mình làm đúng một dĩa để ăn nha mọi người. Rồi bây giờ cái mì tôm này mình cho cái tương ớt vào. Mình cho một ít tương ớt vào. Mình cho một ít tương cà vào nha mọi người. Và mình cho một ít xì dầu vào. Rồi bây giờ mình đảo đều. Mình trộn đều cho cái tương cà, tương ớt, xì dầu lên cái gói mì tôm của mình. Sau đó thì mình sẽ mix những thứ còn lại vào. Mình cho thịt nè. Và mình cho giá xào vào như mọi người. Trông rất là đơn giản. Món ăn đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Đây, cái gói mì mình trộn cái gia vị vào trông rất là ngon. Cái gia vị không có cái gì đâu mọi người, chỉ có tương cà, tương ớt với xì dầu là được nha mọi người. Rồi mình đã trộn xong. Bây giờ mình cho cái giá mình đã xào sơ, mình cho vào đây nha. Cho luôn cái thịt ba chỉ của mình đã rang. Mọi người thấy không? Mọi người thấy rất là ít, chỉ có một gói mì thôi. Nhưng mà mình cho vào cái thịt và giá thì mình thấy cái mì xào của mình trông rất là nhiều luôn mọi người. Rồi bây giờ mình đảo đều để cho cái món mì xào của mình hòa với cái giá và thịt nha mọi người. Vậy là cái món mì xào giá thịt của mình thì cũng đã xong rồi nè mọi người. Món ăn đơn giản nha mọi người. Món ăn nhanh cho những khi mình bận bịu và mắt không có vào bếp để nấu những cái món ăn cầu kỳ. Mình làm ăn nhanh, đơn giản. Nhưng mà có một cái món ăn trông rất là ngon. Rồi vậy là cái món mì xào của mình trông rất là hấp dẫn ha. Đây này mọi người. Chỉ vậy thôi, đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Rồi bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Đây là một cái món ăn cực kỳ là nhanh nha mọi người. Chỉ cần vào bếp ăn nhanh, ăn gọn là mình làm những cái món như vậy thì mình ăn rất là ngon và tuyệt vời nha mọi người. Mình trộn đều, sau đó thì cái mì của mình nó đã được rồi. Bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái mì xào giá thịt mình cho ra đĩa để mời mọi người cùng thưởng thức cái món mì xào giá thịt này của mình nha. Một cái món ăn trông rất là nhanh. Những khi bận bịu thì nên làm những cái món này ăn trông rất là ngon miệng. Mình có chuẩn bị cái đĩa thì mì xào của mình đã xào xong rồi. Bây giờ mình gấp cái mì xào này cho ra đĩa nha mọi người. Mình đã cho cái chảo mì xào của mình xuống bên dưới. Bây giờ mình gấp vào đĩa nha mọi người. Đây này mọi người. Mọi người nhìn này trông rất là đơn giản luôn. Nhưng mà có một cái gói mì trông rất là hấp dẫn nha. Một gói mì mà mình thấy cũng nhiều mì á mọi người. Mình thấy giá nhiều nhưng mà sau khi mình cho vào mình xào chung thì mình thấy giá rất là ít luôn. Và cũng thịt khỏi thấy thịt luôn, thấy mì không mọi người. Có một gói mì thôi mà mình thấy quá trời mì luôn nha mọi người. Mình rất là chuẩn bị giá với thịt nhiều hơn mì đó mọi người. Nhưng mà cuối cùng ra thấy mì nhiều hơn giá thịt nha mọi người. Rồi bây giờ mình gấp cho hết cái mì xào này cho ra đĩa. Đây này mọi người, trông rất là ngon ha. Hấp dẫn quá mọi người. Sau khi mì thì mình đã xào và cho ra đĩa rồi. Rồi mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món mì xào giá thịt. Ăn cái món mì xào giá thịt với mình và ăn kèm với một cái món tráng miệng đó là thơm lắc muối ớt nha mọi người. Thì hôm nay là một cái món là mình chia sẻ món ăn nhanh nha mọi người. Hôm nay mình làm cái video này, mình mang đến cho tất cả mọi người một cái món ăn nhanh, ăn rất là đơn giản và ngon mọi người ạ. Mình sẽ không để mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món mì xào giá thịt nha mọi người.
Thì mình xong cái đĩa mì xào rồi thì mình có chuẩn bị một cái thơm lắc muối ớt. Thì mình cho vào cái mì xào và cái món thơm lắc muối ớt này để ăn kèm nha mọi người. Thì sau khi mình ăn mì xào thì mình ăn cái món thơm lắc muối ớt này tráng miệng nha mọi người. Đó, mọi người ơi, mọi người thấy cái món ăn của mình nó cực kỳ là đơn giản luôn nha. Không có gì cầu kỳ mà một món ăn trông rất là nhanh và ngon nha mọi người. Mình làm cái món mì xào này trông rất là đơn giản luôn. Chỉ cần trong tủ lạnh của mình có giá này, dưa leo này và mì hoặc là thịt thì mình đem ra mình chế biến ngay cái món mì xào này ăn nhanh nha mọi người. Rồi thì mình có luôn cái trái thơm trong tủ lạnh thì mọi người cắt ra đem đi lắc muối ớt để ăn tráng miệng luôn nha mọi người. Trong cái bữa ăn mà đơn giản như vậy và một cái món ăn nhanh không có tốn kém thời gian cho mình những khi bận bịu nha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức và ăn cùng với mình nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình mời mọi người cùng ăn cái món mì xào với mình nha. Đây này mọi người, nhìn trông rất là hấp dẫn và ngon chưa? Mình mời nha. Ngon quá mọi người ơi, mình mở mấy bạc nó hơi bay nha mọi người. Ngon gì đâu mọi người, mình xào mình cho cái gia vị nó vừa ăn nha mọi người. Chỉ cần tương ớt, tương cà và xì dầu. Trông rất là cái vị nó rất là ngon luôn mọi người. Bây giờ mình mời mọi người, mình mời mọi người nha. Không mọi người, rất là ngon, rất là ok. Mì xào với giá dưa cực kỳ là ngon nha. Mình mời mọi người. Ngon lắm rồi. Mình bay không biết sao hơi tối mọi người à. Nếu như đoạn nào tối thì mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn hết cái đĩa này. Rồi bây giờ mình tiếp tục mời mọi người ăn cùng mình một miếng nữa nha. Đây này mọi người. Wow, nó ngon gì đâu mọi người. Mình mời mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã ăn mì xào xong rồi, bây giờ mình ăn thơm lắc muối ớt tráng miệng nha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn thơm tráng miệng nha mọi người. Mình mời. Thơm lắc muối ớt cực kỳ là ngon luôn mọi người. Muối ớt cực kỳ là cay luôn mọi người. Quá cay luôn. Mình quay nó bị thiếu sáng đó mọi người, nên cái khúc này nó hơi bị tối nha mọi người. Rồi mình mời mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Mình mời mọi người nha. Ngon quá. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn cùng mình một miếng thơm nữa nha. Cái này mọi người, miếng thơm trông rất là trắng chứ không có mật mọi người, nhưng mà miếng thơm rất là ngọt và cái muối ớt nhìn trông rất là ngon, hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình mời mọi người tiếp tục cùng ăn với mình nha. Mặn mặn chua chua, ngọt ngọt. Ngon quá mọi người. Rồi mọi người ơi, mọi người xem cái video này, mọi người thấy thích cái món ăn, cái món mì mình xào với cái thơm lắc muối ớt. Nếu như mọi người thấy thích thì mọi người hãy ủng hộ cho cái video của mình nha mọi người. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn sau và một cái video khác. Mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình mến chúc tất cả mọi người cùng thưởng thức cái món ăn của mình thật là ngon miệng nha mọi người. Mình chào mọi người.